Hello, xin mến chào tất cả anh em. Thì trước mắt anh em đây đang là một cục đẩy rất là cao cấp của bên em. Đó là một dòng đẩy 4 kênh. Đấy, con này mang nhãn hiệu là LT4000 anh em nhé. Thương hiệu của Lấy Aquatic. Và cũng theo yêu cầu của bác khách thì hôm nay thì em sẽ bóc hộp. Đấy, nguyên hộp anh em nhé. Bóc nguyên hộp và sẽ test gửi đi cho một bác khách. Thì anh này anh ấy ở thôn Tiến Sơn anh em nhé. Xã Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang. Giá cục đẩy này hiện tại thì đang là 8.700.000 đồng và chưa gồm phí ship anh em nhé. Đó, thì anh em có thể thấy đây, tất cả thì hàng bên em thì đều là nguyên hộp hết. Và không để anh em chờ lâu nữa thì bây giờ em sẽ bóc hàng luôn và sẽ test rồi gửi đi cho anh. Tất cả hàng này đều là hàng hai lớp hộp hết. Đó, cho nên là khi vận chuyển anh em yên tâm nhé. Chúng là rất là chắc chắn anh em có thấy. Và đây, vừa rồi bóc ra anh em nhé. Thì đây nó là cục đẩy LT4000 đây. À, tất cả xốp thì được bọc đây. À, tất cả xốp thì được bọc 4 góc. Hàng này thì quá là mỹ mãn rồi. Đó, thì bây giờ thì em sẽ tháo ra và sẽ cho lên rồi test gửi đi cho anh em thấy bóc ra đẹp ạ, quá là mỹ mãn luôn. Con này thì đúng là không thể chê vào đâu được anh em nhé, không thể chê vào đâu được. LT4000 dòng này thì quá cao cấp rồi, nhìn nó rất là trâu bò, 1000W một kênh. Con này thì anh trai này anh ấy về anh chơi là bốn quả loa bát 40 anh em nhé, à 8 quả, có nghĩa là 4 cặp anh em nhé, 4 cặp loa full 40. Ở mỗi kênh anh chơi một cặp thì chơi con này chơi thoải mái luôn. Con này đánh thì căng đét luôn anh em nhìn này. Nhìn nó đẹp đẹp từng cm một, quá là mỹ mãn luôn. Hàng này không có gì phải suy nghĩ luôn. Rất là chất và nó khá là lặng anh em nhé. Anh em thấy riêng con này mà vừa quay video mà vừa bóc hộp thì rất là khó. Thì nó rất là lặng. Dòng đẩy 4 kênh. Công suất là 1000W một kênh ở chế độ 8 ohm mà nhân với 4 kênh này nó rơi vào tầm 4000W thì anh em chơi được rất là nhiều các dòng loa full 30, 40. Đó, súp là hơi 50. Đó, đánh thì phải nói là banh xác luôn. Công tắc được thiết kế ở vị trí giữa này nhìn nó rất là bắt mắt anh em nhé. Nhìn nó rất là đẹp. Con này thì không có gì phải suy nghĩ nữa. Nhìn này. Hàng này thì quá chất rồi. Đó, phê không ạ? Con này thì sử dụng là 72. Đó, 72 sò anh em nhé. 72 sò, công suất thì rất là khủng luôn. Đó, mạch clutch hát tiếng bao sáng. Và đây, em sẽ cho anh em xem cái chiều sâu. Với cái chiều sâu cục đẩy này thì nó chỉ rơi vào tầm 50 thôi. Đó, tầm 50 cm. Được thiết kế thì quá đẹp luôn. Đó, anh em thấy nó rất là chất. Đây là mặt sau rồi. Đó, mặt sau cục đẩy thì về thì anh em nên gài cái dây loa anh em nhé, đỏ mới đen. Đó, bên này là một cặp này, như bác chơi thì bên này là một cặp này đúng không ạ, bên này một cặp là hai cặp này, ba cặp này, bốn cặp. À, đúng bốn cặp loa luôn, chơi vật vã luôn đúng không ạ. Input thì nó sẽ có 1, 2, input 3 và input 4. Ngoài ra thì nó có cổng linh hết anh em nhé. Đây là cổng linh của kênh 1 này. Cổng linh của kênh 2 này, kênh 3 này và kênh 4. Output đầu ra thì chúng ta có thể sử dụng bằng jack logic anh em nhé. Tốt nhất thì chơi gia đình thì anh em lên sử dụng đấy, bằng cái cầu xoắn này là ok nhất. Các lút gạt ở đây anh em để ý này. Con này thì các lút gạt thì ở đây người ta đã hướng dẫn anh em hết rồi. Đấy, từ 1 đến 3 anh em thấy ạ, từ 1 đến 3 mà gạt hết xuống anh em nhé,
đó thì nó sẽ là sờ te, ok chưa? Và từ 1 đến 2 gạt hết xuống và cái số 3 gạt lên trên, tức là cái số 3 này là gạt lên trên thì nó sẽ là parallel. Còn đâu hai cái gạt lên trên và một cái gạt xuống dưới thì nó sẽ là parit anh em nhé, sẽ là chập kênh. Đó, rất là đơn giản thôi. Còn đâu cái này là 4 5 thì nó là chế độ độ nhạy. Cái này độ nhạy là 0,7V. Đó. Ok chưa? Ở đây người ta hướng dẫn hết cho anh em rồi. Đó, rất là đơn giản thôi. Đó, và bây giờ thì em sẽ tháo cái dây này ra. Và tháo dây nguồn này ra và sẽ test luôn nhé. Anh em thấy dây nguồn chất ạ. Dây nguồn này thì quá là mỹ mãn luôn. Và sẽ cắm trực tiếp vào điện này. Dây loa em sẽ cắm luôn nhé. Cắm vào cộng 1, 2 luôn. Và lấy tín hiệu nhạc cắm trực tiếp vào, từ máy tính cắm trực tiếp vào cục đẩy, không qua một thiết bị nào hết. Đó, không qua một thiết bị nào hết nhá. Ok chưa? Giờ sẽ test kênh 1, kênh 2 này. Và em sẽ cho một cái bản nhạc lên nhá. Ở đây sẽ cho một cái bản nhạc, một bản nhạc lên này. Em thấy khủng không? Máy chạy quá khủng luôn. Này thì còn gì bằng đúng không ạ? Kênh 1 này. Kênh 1 nhá. Nghe quá đã. Kênh 2 này. Cả hai kênh này. Con này thì hôm nay em test chất âm thôi nhá, test nhanh thôi. Đó. Không có gì phải suy nghĩ yêu ạ. Tiếng rảnh quá là chất luôn. Ok không? Chiết áp rất là nhạy, con này độ nhạy rất là cao. Hôm khác thì em sẽ làm video con này sẽ chơi sub 50 anh em nhé. Đó. Hôm nay thì em test nhanh thôi. Đó. Chơi cái loa. Đây là đang test nhạc thôi anh em nhé. Quá chất. Đang vạn dị ứng 10 giờ rồi. Đang vạn dị ứng 10 giờ rồi. Đó. Giờ sẽ test sang cổng 3 và cổng 4. Cái này thì em test rất là nhanh thôi. Đây là 3-4 anh em nhé. Cắm vào cái mà nó hơi nhích lên một chút đã có tín hiệu luôn này. À, anh em thấy không? Kênh 3 này ok chưa? Kênh 4 này. Đó, tăng ca này. Cho bản nhạc khác về. Cho bản khác vào anh em nhé. Cho một cái bản nhạc khác nữa.
thì vừa rồi em cũng đã test xong, thì cũng cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Anh em nào mà đang có nhu cầu muốn mua đấy, cục đẩy nó tốt như thế này, như cục đẩy LT4000 nhé, thì liên hệ trực tiếp với bên em. Giá đang là 8.700.000 đồng, chưa gồm phí ship. Anh em mà muốn rẻ hơn thì anh em có thể lấy cục đẩy tầm 800W như con này. Đó, con này thì giá chỉ có 7.800.000 anh em nhé. Đấy, con này là cục đẩy 8004XS. Đó, 7.800.000 đồng. Còn đâu cao hơn thì chúng ta có thể lấy cục đẩy Martin anh em nhé. Đó, Martin MA1300. Con này là giá là 10.800.000. Đó, con này thì rất là chất rồi, rất là trâu bò. Đó, thì hôm nay test nhanh cho bác khách ở Bắc Giang cái cục đẩy LT4000. Thì anh em có nhu cầu cứ gọi trực tiếp với em rồi. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở video gần nhất ạ.